Trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và đừng quên ấn vào cái chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất khi mình đăng video mới. Đó thì các bạn đã thấy rằng là cái tỷ lệ đăng ký kênh của mình rất là thấp, chỉ có 20% thôi. Thế nên là bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh nha. Và nhớ ấn like để giúp Núp có động lực làm những video sắp tới. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video nào. Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mấy và ngày mai chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đồng hành cùng với mình đó là ba thanh niên. Chào mọi người đi nào, ba thanh niên ơi. Hello mọi người. Đấy thì ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với những cái hòn đảo siêu siêu quen thuộc các bạn ơi. Đấy thì ngày hôm qua là mình đã tham gia hai cái cuộc gọi là đại chiến giữa hai Lucky Block, đó là Lucky Block Hero Bride với cả Sen rồi. Đấy thì ngày hôm nay là chúng ta sẽ đến với gọi là cuộc đại chiến tiếp theo. Đấy, Lucky Block kim cương. À, cái này là siêu kim cương thì đúng hơn. Và Lucky Block băng. Đấy, nói chung là chắc là xét về độ cứng thì kim cương vẫn cứng nhất rồi. Đấy, còn băng thì chắc là không băng rồi. Thế nhưng mà thôi, ngày hôm nay lúc mới vay team này cho hai anh niên kia sang kim cương trước. Đấy, nói chung là ai cũng được trải nghiệm, team nào cũng được trải nghiệm mà tranh nhau làm gì. Trời, trước sau như một. Rồi, ok. Nghĩ kim cương mới băng cái nào hơn. Rồi, giờ băng là chưa chắc nha. Chưa chắc nha, băng người ta. Bề ngoài quan trọng thế sao? Này này. Thế đâu? Cái gì không? Nhưng mà hình như là đúng thật. Ui, cái gì đây? Ui, bắn một cái đi hết cả một đám cái tên luôn. Ui, cây gậy luôn. Ui, xin bắt đây, bắt đây. Mà đây sao nào, vanh. Ui, cây gậy gót luôn các bạn ơi. Ui, Zeno. Gậy này là... Ai ạ, cái gì đây? Nào. Để núp. Ui, Zeno ơi kìa. Ui, dám nhìn bề ngoài à? Tí cho biết thế nào là vẻ bề ngoài quan trọng. Trời ơi, mấy thanh niên này được coi thường chúng ta. Coi thường block băng các bạn. Ôi giời ơi, nó có cây này rồi. Ui giời ơi, thêm quả này nữa lúc mà. Ui. Ôi giời ơi, nơi rong rồi. Ui giời. Full màn hình đấy, núp đừng ăn. Full màn hình ạ. Ôi thế từ từ đã, nó không ăn vội. Trời, ăn vào. Ui, mystery point này. Ờ xem nào. The ring me. Ui giời ơi. Ok, mình thử uống là the ring này nào. Rồi, ok, the ring me. Ok. Ok. Ui. Ui đừng được cánh kìa. Ui trên nhân vanh thì hết đấy nhở. Ui giời ơi. Ông này, vua may mắn đấy rồi. Đâu đâu đâu. Đây là lúc mặc áo. Đâu đâu đâu. Win. Ui. Đùi cánh. Đùi cánh băng nè. Ui giời ơi, lại đốt tiếp luôn. Ui gì vậy? Hết đấy nhở. Ok ạ. Ảo Malazada vậy. Ok ạ. Sao sao lúc không nhặt được ta. Ok ạ. Ok ạ. Ơ, hình như chỉ vanh đập ra vanh nhặt được xong rồi núp mới nhặt được. Đây, ok. Ui giời. Mà chưa có fly vanh ơi. Cái này nó cánh này nó chỉ gọi là tự quả táo có. Ui giời ơi, con gì này núp đấy. Cái gì đây? Đây. Đợt này đi luôn. Tuổi, xin cái tuổi cái coi. Ui, này cho vanh cái vũ khí này này. I long squat này, thanh kiếm dài làm từ băng này. Trời ơi. Bao nhiêu sức tấn công? Ui giời ơi, 1 tỷ. Ui giời ơi, cái này qua từ gót, cái này là ai gót các bạn ơi. Ui giời, một cái totem à? Ok, totem thì chắc. Ôi giời, thôi. Rồi, không sao. Cái gì đấy, cái gì đấy không tên đâu. À, mình có fly nữa thì thôi các bạn ơi. À, con này tấm bài. Ôi giời, bên tấm mấy con này tuổi gì các bạn? Ôi xử đẹp. Ui. Rồi. Thì cái cương đi. Mà lại ai? Ôi, cương này. Đi đạp kim cương, đi đạp kim cương. Rồi, cái áo Infinity. Đi ở bên của ai? Ui, pickaxe. Này này, núp đọc kim cương đi, làm mắc may mắn. Đâu, kim cương đâu? Đây. Ui, xa, à đây. Ờ, đây. Đâu được. Ok, bạn ơi. Ui, đâu. 9 block kim cương là mình cũng, rồi, ok, cũng được 9 block mắc may mắn. Thực ra là có 80% rồi bạn ạ. Không phải mắc, nhưng mà cũng được. Nói chung là 80% là ok la rồi bạn. Ôi được cúp kim cương này. Ôi được cái cung. Ôi giời ơi. Ôi giời, lại được thêm cái gì đây? Ai Kubi à? Ok, viên đá các bạn ơi. Lại được thêm ai pickaxe này. Ok, cái này. Đâu cho Vanh đi. Uầy, đây, cúp đâu? Thanh niên đâu? Ờ nhưng mà Vanh không nhặt được. À rồi. Phải núp nhặt, phải núp nhặt. Có giày này, núp nhặt. Đôi giày đây, này cho. Ok, bạn ơi, đúng rồi, ai đập được thì mới nhặt được các bạn ơi. Đấy, mình nhặt xong mình cho thanh niên Vanh cũng được. Ui ôi, lại được thêm này. Ôi. Vì sao hơn một stack kim cương rồi. Thế nhìn ghê vậy. Rồi. Nên kiếm được nhiều kim cương đấy. Cho xin ai vứt nhầm. Ôi giời ơi, chui rồi. Ờ, bắt người dân đâu. À, mình vứt nhầm được cái cúp xin luôn mà. Xin ôi, làm gì bắt người dân rồi. Rồi, xong. Mấy thanh niên định gọi là tiêu diệt bác người dân, bác người dân đánh nhà. Ôi, mấy thanh niên được bất tử luôn ạ. Đâu đấy, xem. Con rôm bất tử đi. À, con rôm bài bất tử đâu. Ôi giời. Con rôm bất tử. Cứ tưởng là mấy thanh niên được đồ bất tử nghe hết hồn các bạn. Ôi mày quá mày rồi. Water. Ok bạn, không sao mình cũng nó không đi được đâu. Quá đạo rồi. Thế
nãy giờ chưa được bay nha. Bây giờ dẫn con này ra bên kia. Ăn quả táo là sẽ bay. Ờ nhưng mà full màn hình nó không thích lắm. Ờ ok các bạn. Úi giời ơi. Bay đấy. Toàn thấy bị bà bị bùm ơi. Ê. Ui, Noob ơi, cái này chế độ này. Đâu. Đây. Oh no. Cái iGot Metal. Đâu. Ui, đúng rồi đấy, Metal là chế độ đấy. Ui giời ơi. Ngon. Ui, nhưng mà có một cái enchant, có một cái không cái màu đỏ là cái xịn hơn. Không sao. Ồ, kim cương. Con nhện. Oh my god, con nhện bất tử à. Ôi giời. Kéo con rồi. Con nhện bất tử đây mọi người. Đâu? Để banh đánh nó bắt lùi. Không sao, đây rồi, ok, đúng tiếp nó. Ui, con nhện bất tử luôn bạn ơi. Bảo sao xét đánh liên tục ạ. Bất tử mà nó vẫn chết. Ơ, người ta đẩy xuống dưới đánh vực. Nó bay kìa. Nó chết đâu. Giờ nó sấm sét vẫn đang đánh kìa. Ui giời. Này mu. Rồi luôn. Bên này đổ hết rồi. Không nhìn đâu. Đây bên này. Đâu? Đây bên này. Thấy tàng hình không? Đây. Trời vứt ra. Trời ơi. Chả thấy cái gì luôn. Thanh niên cứ đâu đây này. Ok bạn. Ui. Mặc vào một cái máu phun màn hình ạ. Ồ mài chuối. Ui từ từ đã. Ui giời, nhưng mà lỡ phun màn hình rồi bạn ơi. Mấy chục giây các bạn ơi. Thôi mặc nốt vào đi. Thôi ăn nốt quả táo đi các bạn ạ. Đâu thằng nào quả táo ai green à. Ai green ai à. Ui giời ôi. À, luôn chứ tôi không thấy đường luôn các bạn ạ. Hai con gà này dám khinh thường băng à. Băng đấu lại siêu cứng kim cương à. Ui giời ơi. Đó. Ai con gà đâu à. Nhuẩn với chúng tôi à. Ôi giời ơi. Chào nhá. À, ôi. Rồi xong rồi hết trơn rồi. Ui giời ơi. Cây gậy thần kỳ ở đây mà. Rồi gậy băng này các bạn biết nhớ rằng là đây có thể khả năng gây bất đồ không. Rồi xong cái cây đấy mất hết đồ rồi. Thì sao chạy nhanh quá. Ăn thêm quả táo nữa thì ngã rớt. Dê đồ bị ăn bẫy rồi. Thì bây giờ ngã rớt củ chết rồi. Quát được, ôi trời. Hèn còn lâu mới đi nha, ta sống dài lắm. Thanh niên lại đâu ấy, lại xấu à. Ghê ấy. Sống chứ. Đẳng cấp đấy nhở. Đâu, thanh niên đâu mà. Nghị lực thế nhở. Ui, nghị lực thật các bạn ạ. Ui dồi, chẳng trai nghị lực. Ui ê Noob ơi, anh có hai cái ai hết sạch đồ luôn ạ, cay thế. Đồ đó hết rồi, cháo đi. Cho hết ạ. Mất đồ rồi. Mất đồ, gậy của Noob đánh là chỉ có mất đồ thôi. Chàng trai nghị lực. Ôi dồi ôi. Sao anh? Đi xeo cái cho đã nghiền này. Đây, từ nha, đây. Tấm mình nhận diện đấm Zeno cái cho. Này cho Vanh cái này đi sang nghịch hai thiên niên đây để Noob đập tiếp lúc coi. Ui, cây gậy là cây gậy gia truyền chúng ta đấy. Nhưng mà thanh niên đang đâu ấy? Đâu Vanh, Zeno mượn. Không, đứng nha, không tin kẻ địch đâu. Đây là đâu? Đây, có bay chưa? Có rồi. Ok, này, cho mặc bộ áo giáp này, mặc gọi là sang đây. Không cần đâu. Đây, cứ mặc đi để núp. Chết dở rồi, bây giờ mình không biết tự sát được không ta. Thử tự sát rồi các bạn, mình sợ bị gọi là rung lắc màn hình. Ờ, mày quá tự sát được. Đấy. Ui dồi ôi, vẫn còn đống máu là thế nào. Hình như chưa cầm cây gậy. Ok. Rồi đấy, nhìn sau ấy. Ui dồi ôi, xin nhá, rồi xin cây gậy nhá. Ok. Đây rồi. Đây rồi. Thả luôn chứ tưởng mất cây gậy. Núp giật mình. Sợ quá các bạn ơi. Cây gậy vào tay mới thiên nhiên ở đây. Đây, mình có mấy cái ấy nè. Mấy cái đồ này có thể chứa được rồi. Ây dồi ôi. Xem nào. Ui trời, kinh nghiệm. Thả luôn chứ đúng máu này nhiều quá. Mình quên mất là không cài cái gọi là chống phun máu các bạn. À mà thật ra là cái cục máu nó ngắn hơn đấy các bạn. Mấy thanh niên này trốn đâu ấy. Chứ không dài này, nhìn được khoát cả mắt các bạn ấy. Gan. Rồi, ai bâu này. Ok bạn này. Ui giời ơi. Thanh niên sang kìa. Đâu? Sang nhà đấy. Đâu, con gà nào ra đây, sao đây? Ra đây solo với ta. Cởi quân rồi, cởi quân tăng hình rồi. Tăng hình nhà, chơi chưa à? Đâu. Gặp phát cởi quân chạy mà luôn. Sợ à, ôi, run à. Đâu ta. Để run qua đây. Thanh niên Vanh đừng đánh nữa để cho đập đồ đi. đây. Nẹo. No. Không sao bạn, mình có mất đồ đâu, chả mất đồ, chả sợ. Ồ, đi từ béo à? Từ béo là làm sao? Ngon ra đây. Được, nhận được thanh kiếm xịn lắm. Ôi, kiếm nhà làm gì nhá, cái kiếm đấy thua hết cái... kiếm ra đây. thấy rồi.
Ơi, sao anh cũng bị dính mất đồ rồi. Hay quá thế thôi. Rồi sao rồi, thế kiến anh đánh kiểu gì tự hại bản thân rồi. Dở mày ơi. Rơi vượt rồi, còn xong rồi. Dở rồi đúng rồi. Rồi xong rồi. Mất đồ mình à, mất đấy à. Mình đánh Zeno mà mình mất đồ. Không, đánh gần quá hoặc là đánh gần quá. Ok, sao chúng ta vẫn còn cơ hội chứ. Không cần kẻ địch mạnh. Bây giờ chúng ta phải có fly bay qua. Ui, Vanh còn quả táo được không? À, Vanh mất hết mà. Ok, à ừ nhờ, Vanh mất hết mà còn cái chi đâu ta? Ừ, quên mất. Ui, kẻ địch rất là mạnh. Ok, không sao. Có gì đâu, bình thường nha. Ui giời ơi. Mà, ai bảo sao đâu. Ui giời ơi, thôi, chơi chấp nhá. Giờ này chấp Zeno đánh tiêu diệt được mình các bạn. Ui giời, đồ không phá vỡ lại còn 800 máu thế này. Thôi. Ô mày. Cái này gì? Giày à, giày có rồi à. Quên mất tí chế tạo giày nữa bạn ơi. Đợi ui rồi lại được cái gậy đấy. Nhưng mà ngon, hình như ngon, hình ngon, như là ngon. Nhầm lúc ạ. Cái gì nhầm, cái gì? Không nhầm đây rồi. Nhưng mà nó ít sức tấn công lắm. Mang đây núp là núp bất tử rồi. Núp không biết nó có mất đồ không. Đâu bây giờ Vanh thử mặc có đồ không. Đâu đây có test Vanh chưa nhá. Ấy á, mất đúng không? Ờ, mất hết sạch. Ok, không sao, núp đây có đồ không phá vỡ rồi. Núp sẽ không dùng cái đấy, vội sẽ tự gãy ông đập lưng ông. Nhưng mà núp sẽ qua. Ui, hồi máu nhiều quá mà. Hello, chào. Ui, ê, ôi, ôi. Ờ, không mất đồ. Phá giường nào. Ui, rồi, mất giường nha. Ui, mất làm sao được, đánh nè. Ui, đánh nè. Đánh nè. Ở đây nè, xong đấy ạ. Ôi giời ơi, đánh cua đầu đâu. Đi ra. Đánh cua đầu. Ai mình có hên ở cái Lucky Block kim cương này không? Chúng ta sẽ đổi bên các bạn ơi. Nào. Chú ý đây kim cương. Biết trước kết quả rồi. À biết trước kết quả. Đánh em gì nữa. Có hên hay không, điều quan trọng có hên hay không như. Mình chúng ta gọi là thử xem nào. Hoặc là do lấy mấy gì nên đẹp. Ok à, cái gì đây? Thôi đấy, đen rồi, lắm đấy. Ui giời ơi, núp ơi, Vanh không biết là hôm nay nhân phẩm của Vanh. Vanh đập vào cái gì, núp bay lên trời. Ui, quả hình kiếm dài ấy. Đợt sao nào. Ui giời ơi, God Diamond Squad. Ui, easy, cái to win when using squad này. Ôi trời ơi, được cái này nữa. Ok. Dạ, thanh niên Vanh có sai gì hay đỏ đấy nhỉ? Ok, thanh niên đỏ đi, việc của đỏ chứ ý kiến không? Lại được cái Ultimate Berry, Diamond Ultimate Berry. My God, đại Vanh chưa đổi, này Vanh. Vanh, ăn kia, ăn đi. Núp ơi, núp, này. Hoa diệt, mấy thanh niên. Ăn kia đi đã. Đâu? Ừ, được phải lại, ăn về đấy đi. Diamond Ultimate Berry đây. Ui dồi ôi. À, ui dồi, hết đấy rồi. Hết đỏ rồi. Hết đỏ cái gì đấy. Ui dồi ôi, Gold Diamond, God Diamond Squad hình như vừa đấy. Đây rồi. À, Zeno là được đồ Ultimate của các bạn ơi, ghê quá. Đánh phủ đầu luôn núp. Ê không. Ở đây. Quá. Đầu thì Vanh đầu. Ờ. Ok. Gì đánh trời ôi. Sao đây. Thế nhưng mà tàng hình ý, trời ơi. Easy, when using clear. Ơ, mình đánh vào clear. Ê à. Ơ. Ôi, không bị clear đồ. Sao không clear đồ, ở đây ghi là clear đồ mà. What? Sao ra chơi đi. Kìa, vô lý đấy. Nó lừa đấy. Cái đồ ta. Ê à, tự nhiên núp ở đâu ấy, cay thật. Đồ tàng hình nó nhìn thấy thật. Đồ tàng hình nó nhìn thấy được. Đấy rồi, thôi qua chơi luôn. Ê à. Hết mũi tên rồi. Ê, thích nhờ đâu ý, thẻ luôn. Cái thích nhờ. Qua chung người vay, mình biết là đồ mình cùi nữa, nhưng mà mình phải chọn nhân phẩm. Mình phải lấy nhân phẩm đè lại. Rồi. Đâu ta? À, thích nhờ bay fly ở trên đầu này, Zeno ơi. Ê, kìa, cái thích nhờ. Đầu nhưng mà bắn được hay không? Rồi ơi. Đập luôn trong nhà, không nói nhiều. Nhà mất giường. Mất giường. Tí mất giường. Đập trong nhà là đập trong nhà về. Ôi giời ơi. Ui.
Đính ra hàng cả nghìn cây số anh luôn các bạn. Ui tôi đứng ở đây chắc là đứng hòn đảo để đánh qua bên kia được quá các bạn ạ. Ở đây Vanh cũng đánh ra à, quả táo quả, quả berry ấy, quả berry mà. Ui giời à, berry à? Ờ quả berry, ừ, táo thì mình ờ, cái này là Ultimate Diamond, Ultimate Berry. Tự nhiên không biết đánh ở đâu luôn. Ờ đứng ở phải thôi mà. Khổ. Khổ. Ê ai chơi như thế bây giờ? Khổ. Thôi, 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 đi thôi, thôi, làm gì mà. Vừa đánh tha nhỏ nhá. Ơ, tha lúc nào này nhá, đừng có nói tha nhá, nó vứt quan điểm rồi. Thôi, ok, vài đâu bạn. Đấy, nó vài vài, đấy, người ta sang test thử thôi. Sau cái kiếm này nó ghi là Clear Inventory mà. Ơ kìa, ảo thật đấy. Đời ơi. Chắc là clear của quái lúc bạn. Rồi, 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 sao có cái YouTuber gì rồi. Mặc cái này động giật quá các bạn ơi. Gì? ITB ôi ôi con gì này video ơi. Cái gì đây? Ở đây cũng sao giúp tay. Regen máu à? Ok bạn này. Ô, con kiều bạn. Ô, rất đồ, rất đồ. Rất đồ. Đó, bên kia mình chỉ sợ một cái cây gậy thôi. Mà cây gậy đấy không đánh được xa cũng chả sợ đâu. Cái gậy đấy mình có trái berry mình có thể tẩn với thiên nhiên từ xa được. Ừ, làm gì được hộ cái. Ui, lúc có ăn thêm bánh mì không? Không, lúc có cái Ultimate Berry này là gọi là đẳng cấp nhất rồi. Ui, God Diamond PX này. Bậy rồi, bậy rồi. Nghe nói là cây gậy khỏe lắm. Gậy, gậy đấy nó chỉ đánh đập được ra không đi chứ. Đập được ra không? Ui. Ui. Đồ đấy hay đấy, đồ có đồ đấy hay lắm. Cái biết tên là lễ hội các bạn ơi. Tại lúc các bạn thấy khó chịu hay không chứ từ mình chơi mình thấy cái máu ở giữa màn hình nhiều quá, vip quá đâm ra cũng khó chịu ạ. Hay lúc vừa nãy mình đập bên kia toàn đồ cùi mà thiên nhiên không biết kiểu lấy đâu đồ. Này 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 đừng có nói không biết kiểu lấy đâu ăn viết nha, nói đi nghi ngờ người ta nha. Nghi ngờ ta hack nha. Cái gì sấm sét ghê ơi. Con bóp này ghê quá. Cái gì ơi. Bóp này lên mười mấy triệu rồi. Ôi giời ơi, núp ơi, Vanh bất tử rồi, ăn cái bánh mì bất tử hay luôn. Hay lắm, thế Vanh bị động giật phải không? Vanh bị động giật phải không? Động Vanh, giật rồi. Vanh hay chịu khó với cái sức mạnh của sự động giật đấy đi. Rồi. Ôi giời ơi. Sự động giật này nó sẽ đến với mấy thanh niên. Đây rồi các bạn. Đấy, hôm qua đấy. Sự động giật này sẽ được truyền nhiễm. Ôi AK. Sự động giật này. Sự động giật này sẽ chuyển hiếm cho mấy hình niên. Vanh động giật nhưng mà Vanh vẫn bắn được ấy. Không, Vanh để yên đi Vanh. Ok. Làm gì đi chờ, đi đánh thoải mái đi chờ. Ui. Động giật rồi. À, bất tử rồi. Bất tử rồi. Hay quá. Hay quá rồi. Rồi. Hay quá. Trời ơi. Quá rồi mọi người. Sao mấy thanh niên đang làm kiểu gì xong tự nhiên mình sẽ đánh mất hết đồ này đâu. Có cây gậy kia. Cái nhờ tôi coi thường với thanh niên quá. Thế đổi thôi tự sát về làm lại cuộc đời nhanh. Vanh bất tử rồi. Thế đâu không bay được à? Này Pichel trong trong một cái giày này xong bay lên kêu thanh niên Vanh đi. Kêu 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 kêu. Rơi mất giày rồi. Hay đi bay bất tử kêu một kiếm đi à. À luôn chứ cay thế nhờ. À mất giày à thôi để Vanh xin nhá. Cay thật sự. Đập được không? Người bị giật rồi, không mất được đâu. 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 Cái đấy à? Giờ anh nên coi trường đối thủ vào cái kênh. Coi không sao, không có gì đâu, có gì đâu. Anh đâu? Không có gì cả. Chấp Zeno luôn. Ui, Vanh còn quả berry hồi nãy không? Đây, Vanh còn bánh mì đây. Không, 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 không ăn bánh mì. Còn bánh mì đâu, em còn quả berry 19 quả. Đây, 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 xong rồi Vanh về nhà. Vanh bất tử rồi. Cái đi. Vanh bất tử. Đây, 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 bay được hay sao ấy. Đâu, đâu bay được. Đâu. À, này. Thế nên Vanh đang bị qua giật. Đâu có đồ gì cỡ hết ra nào. Bởi vì Vanh bị qua giật rồi mà. Thế nên Vanh sẽ không cần đồ vít nữa bạn. Ơi, ơi, sẽ bay được rồi. À, thôi, ăn berry và bay. Ăn berry, ơ, tưởng bị qua giật rồi. Không, bay được. Ừ, vẫn ăn được. Đôi giày này, đôi giày này. Vanh đang qua quất mấy thanh niên này. Ui, Magic Staff à? Thấy không may được hay phải cả mộ. Ui, cái áo à? Trời ơi. Mấy thanh niên. Không phải. À, cái quần này. Sao tẩn đi, sao tẩn đi. Trao đổi đồ. Mấy thanh niên trao đổi đồ. Nhặt đồ, nhặt đồ. Tẩn cho biết theo lễ hội đi. Dám làm mất đồ. Ơ, nhưng mà Vanh không nhặt được. Nhặt đồ. Ui, nhờ Vanh thanh niên Vanh. Ồ, giật rồi. God Legendary các bạn ơi. Lão này. Cay thế nhờ, mình bị mất cái đồ 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 gọi là làm loạn mình. Ủa, Ultimate Diamond Squad này cái này gần được không? Gần được anh. Ôi trời ơi. Không, Vanh là ông mà đi được chết được đâu mà sao? Vanh.
Không, nhưng mà Vanh Vanh sợ vẫn mất đồ đấy. Mất đồ à? Mất đồ thanh niên nhưng mà vẫn bị, ấy vẫn mà. Bị đánh trúng được, vẫn bị đánh trúng được. Diamond không chết rồi. Protect 8 dam. Vì sao có lọ thuốc ở đấy không? Không, không có lọ thuốc nào đâu. À, thuốc tàng hình à? Thanh niên định thuốc tàng hình lao vào đánh thuốc, mình à? Thuốc tàng hình à? À, bị lửa. Ok. Có lọ thuốc tàng hình cho nên nhìn này, Zeno, nhìn này, Zeno. Ui giời, vừa nãy không nhìn. Mình cay đấy hả? Toàn cái cảm nhạc khó chịu thật. Ơ, mình cũng tàng hình à? Ơ, mình cũng bỏ kiếm thôi, mình chả cầm cái gì nữa. Có lọ thuốc gì đằng sau cái gì đâu? Ui, lúc đang gọi là đi kiếm lại cái món đồ trộn hồi nãy này, tiếc quá các bạn ạ. Thầy cay thật sự. Để em ra mà được. Lúc trước mình coi thường thanh niên thôi mà mình đứng lại gần nữa bạn, mình mới bị sét đánh thôi. Mấy nên ui, đều ôi, đều ôi, đều ôi. Đấy ôi, hang chê, hang chê. Ở đâu rồi? À đây, 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 đây. Ok. Ôi giời ơi. Sự lợi hại của ta sắp chuẩn bị quay trở lại đây các người Nubakati. God Diamond. Ôi sao cái này lầm lầm. Ui, Ultimate. Oh my god, không ăn thua các bạn. À, cái này hay này. Ừ, nhưng mà không có hiệu ứng gì xịn sỏ bạn để cho mấy thiên niên kia hưởng thụ. Ui dồi ôi. Anh đâu ấy nhỉ? Vanh cái hết đồ rồi, Vanh đậm lặt rồi. Thanh niên làm sao biết Vanh ở đâu, trời ơi. Thanh niên... Ui, thế đôi video cũng có rồi, thế đôi. À, thế niên có gậy à? Ui dồi ôi. Lắm, hay lắm, bây giờ đừng bớt ở nhau nữa. Gậy không sao. Ui, con này cái này, con này cái này vô cực sức tấn công mà đánh con phù thủy hai cái mới chết à, con này đẳng cấp ấy, con đỉnh cao vậy. Không sao, vẫn biết. À, thanh niên cái đội đầu của núp kìa. Ui trời ơi, anh nhầm bảo ơ ta tự nhiên lại thấy cái đầu của núp ở trời đây. Trời ơi, đừng bị lừa, đừng bị kẻ gian lừa nha. Trời ơi, núp là núp không có đi ra sao bên đấy đâu, núp đang ở nhà, núp chăm chỉ miệt mài, núp đang gọi là đi đập lúc kim lắp đây. Ê đặt tên. Ờ đang đang định giả mạo. Ờ, may quá vẫn thấy tên. À, mình định giả mạo là không có được nha. Ờ vẫn có tên mà. À, trời ơi, con God Archer này ghê vậy. Thế nha. Zeno tí nữa phi xèo đánh nhầm. Tự nhiên thấy thanh niên núp lòi cái đầu. Rồi, để núp ăn cái quả berry này vào cho đỡ cực khổ bạn nhé. Nãy giờ là mình nhịn con này lâu lắm rồi đấy. Tao nhịn mày lâu lắm rồi. Trời ơi, ok bạn. Đấy, sao? Trời ơi, có một cái đôi giày đắc đắc diamond này. Cái này đắc cái mà. Ok bạn, thôi hay là đi chiến đấu nhỉ. Thôi đập nốt đi, đập nốt 3-3 cái này đi xem có cái món đồ trôn hồi nãy không sang rồi mình. Thế à? Tới nổ đánh Vanh đi. Ơ, đây cầm kiếm đây, đứng ngay trước mặt đây không đánh. Đánh có được hay không? Câu xin đánh rồi không đánh. Đánh đánh không được á. Đây để Vanh hết con bốp cho. Ui cái gì này? Ui cái gì đây? Gì đây? Hình như cái chảo à. Ui ôi. Ở đâu ấy? Cái gì đây? Ừ. Không, để Vanh tiêu diệt mấy thanh niên, không mấy thanh niên biết ở đâu. Núp bị lát rồi, có được. Con gì ở đây rồi, ai kêu kêu ơi, ai kêu con quái vật vậy, ui ôi. Ui ôi, đè. Để Vanh kêu hết cho. Có con bắn cung bắn nhiều tên lắm lắc. Ui ôi, đâu rồi, đây bạn ơi. Ui ôi, rồi, mày quá, mày quá. Hóa ra là cái con này các bạn ơi, con sờ kê lên, nó bắn Vanh tiêu xong. Vanh lại bị động giật mạnh hơn nữa. Ok, Vanh kêu xong mình bị động giật. Thôi chắc là mình đi đánh nhau các bạn ơi. Không cần gì đồ VIP. Rồi ôi trời. Thế nào tính ra đồ VIP là nhiều mất hết rồi. À thế à. Đâu rồi tự nha. Tôi sẽ dùng mũi tên, cung tên thôi. Ultimate đồ kiếm này của mình. Protect Dam. Ui, Protect Dam xịn đấy nhở. Ok, Overpower God Legendary. Đi theo, chạy đi, đi theo. À, mấy thanh niên làm gì bên này lắc thế không biết đó. Rồi. Trời ơi, vì sao mất hết đồ rồi, nó chiến đi. Cái này. Cho Vanh đến đất liền. Thế là thanh niên Vanh đi tận đâu rồi? À, đây, Vanh à, đánh Vanh thoải mái đấy. Trời. Đánh Vanh ơi. Ôi giời, bắn mấy cái hết mũi tên ạ. Ừ, giờ bắn mấy cái hết mũi tên ạ. Đâu, chậm nhanh. Sao? Ôi giời ơi. Nó ăn. Vì sao có đồ ở bên trong? Vì sao thiếu ra đồ? Nó ăn. Zeno ạ, Zeno cũng vào gần đây không à? Rồi ôi, sao thắng chắc rồi bạn ơi. Vanh này mất này. Không sao. Anh Vanh đi, mà Vanh đất được rồi. Ờ, vào được gần đâu. Hay là vào được gần đâu. Lúc vào gần là bị chậm nha. Vào được gần đâu. Ôi, quả tên gì lợi hại ra mà các bạn. Mất đồ. Vào không vào gần được cơ. Bây giờ không vào gần để làm gì được cơ. Nào, Zeno ra đây, Zeno có gậy mất đồ không ra đây.
Dê không kiểu à, kiếm chém à núp dùng kiếm núp có trái berry đánh xa hàng cây số. Ui rồi ôi cái này là cái khắc chế. Ui mày ơi vừa lấy mấy thanh niên này không có không đập được cái trái diamond ultimate berry bạn ơi. Ui rồi ôi nói chung lại chỉ có bất tử thôi chứ còn lại trời ơi nó đều có cái khắc chế các bạn nha. Đấy, nhưng mà nói gì thì nói, nếu mà đập được trái diamond berry này ở trong cái lucky block kim cương này thì vẫn là tỷ lệ chiến thắng cao nhất các bạn ạ. Ok thì có lẽ rằng là cái clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc thôi bạn ơi. Đó thì ngày hôm nay là bọn mình đã tham gia xong cái cuộc gọi là đại chiến giữa hai cái lucky block siêu vip rồi. Thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like đăng ký kênh của mình nha, và đừng quên là qua kênh của tất cả người trong nút tin ấn đăng ký hộ nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại, bye bye. Bye bye.